Xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị. Gia đình tôi thì có hai anh em, tôi là anh cả, tôi tên là Hùng. Đúng ra là hồi nhỏ là bố tôi đặt tôi tên là Hồng ấy, Hồng, tên là Hồng. Ở cái chữ là vừa Hồng vừa chuyên, và đặt em trai của tôi tên là Quân. Thì hồi đó bố tôi là đảng viên nòi mà mới lấy một cái tên đó là Hồng Quân Dân. Bố tôi tên là Dân, Hồng Quân Dân, nghĩa là Hồng Quân Liên Xô ngày xưa ấy. Đấy, thế thì một cái tên rất là ý nghĩa đúng không ạ? Nhưng mà khi mà đi làm giấy khai sinh thì bên chỗ đăng ký giấy khai sinh thì lại đăng ký cho tôi tên là Hùng. Và tên của tôi từ ngày đó thành Triệu Quang Hùng. Tuy nhiên cái tên không quan trọng, cái quan trọng là cái gốc gác các bạn, cái gốc gác và cái ý niệm, cái nguồn gốc xuất phát của cái tên đó và cái mục tiêu, mục đích của nó như thế nào. Không phải là ở đây tôi khoe mẽ hay là tôi làm bất kỳ một điều gì hết. Tôi chỉ muốn gợi nhớ một chút về quá khứ, và sau đó là tôi muốn nói về một câu chuyện là ở bất kỳ thời điểm nào đều sản sinh ra những người anh hùng, và bất kỳ một thời điểm nào đều sản sinh ra những người chống lại cái ác, chống lại những thứ mà nó đang tồn tại của cái xã hội mình. Và bản thân của tôi không dám nói rằng tôi là cái người mà đi chống lại cái ác được, nhưng tôi muốn góp một phần công sức của mình, và tôi muốn truyền lửa. Đặc biệt tôi muốn truyền cái lửa của tôi, truyền cái kinh nghiệm của tôi, truyền tất cả mọi thứ của tôi, nghĩa là những thứ mà tôi đang đi làm rất là đúng như thế này, truyền đến tất cả các bạn, tất cả các anh chị. Và thực tế ở đâu đó ở đất nước, ở 63 tỉnh thành của chúng ta, tôi biết rằng có rất là nhiều anh em đang âm thầm bắt chước tôi, dần làm giống như tôi và đang có những thành quả tốt. Và hiện tại tôi đang nhận được những cái thành quả đó thông qua những cuộc điện thoại, những chia sẻ của tất cả anh chị em. Và tôi luôn luôn đồng hành với tất cả những anh chị em đó, bởi vì tôi biết được rằng các anh chị em đang suy nghĩ giống tôi và đang đi con đường giống tôi. Và tôi muốn nhân bản cái câu chuyện này ra. Tôi không có nhân bản con người của tôi, mà tôi muốn nhân bản ra cái vấn đề chúng ta đang làm, đó là phải đấu tranh kịch liệt để chống lại cái xấu và tìm lại cái giá trị cốt lõi của con người và tìm lại cái cân bằng của cuộc sống. Đó là cái mà tôi muốn nói với các anh chị và các bạn. Và thực tế là trong 2 ngày qua tôi nói với anh chị này, người ta nói rồi, khi bạn trải qua một thứ gì đó nó lớn lao, gần như gục ngã và bạn đứng dậy được, nghĩa là gặp nạn không chết, và sự trở lại của bạn sẽ lợi hại hơn xưa, đó là có thật. Bản thân Hùng ngày hôm nay ngồi đây và Hùng cảm thấy Hùng thực là sung mãn. Sung mãn không phải là sung mãn về sức khỏe, mà sung mãn cả về ý chí nữa. Vừa sức khỏe vừa ý chí. Và cái sung mãn của Hùng, Hùng nghĩ rằng cái lửa của ngày hôm nay Hùng truyền đến cho tất cả mọi người, và Hùng muốn mọi người đều làm như Hùng và đều làm giống như một người phụ nữ mà đã bắt chước Hùng và đã theo Hùng những cái clip của Hùng. Mặc dù rằng Hùng mới biết được cách đây vài ngày thôi, nhưng Hùng cảm nhận được rằng người này đang làm những điều cực kỳ tốt và bổ ích. Và bản thân của các anh chị, các bạn chính là những người có thể làm được việc đó. Tại sao chúng ta lại chỉ trích những người xung quanh? Tại sao chúng ta lại đổ lỗi cho xã hội này? Là trời ơi, tại sao ông trời bất công với tôi? Không có ai bất công. Ông trời chỉ bất công đối với những người nhu nhược. Ông trời chỉ bất công đối với những người không tự vươn lên. Và ông trời chỉ bất công đối với những người nằm chờ chết. Còn đối với những người có nỗ lực vươn lên và không chấp nhận, bằng lòng với cuộc sống, thì không bao giờ có sự bất công hết. Các anh chị có hiểu điều tôi muốn nói không ạ? Tôi không phải là diễn giả, tôi cũng không phải là nhà triết gia, tôi cũng không làm này làm kia. Tôi chỉ là một người bình thường giống như bao người bình thường khác. Nhưng trong cuộc sống, tôi thấy rằng tôi cần phải có cái này, tôi cần phải có cái kia để bổ sung nó vào cái kiến thức của tôi, để tôi phát huy được cái năng lực tiềm ẩn bên trong của mình. Và tôi muốn các bạn cũng như vậy. Bản thân của các bạn, tất cả các anh chị đều có những sở trường riêng. Có người thì có sức mạnh về tinh thần, có người thì có sức mạnh về chịu đựng, và có người thì có sức mạnh về thể chất, và có người thì có tư duy, có người này là người nọ. Tất cả chúng ta đều có một cái ưu điểm, và tôi muốn các bạn khai quật cái ưu điểm đó lên và tìm xem ưu điểm đó là gì và nâng nó lên. Và hãy nói với thiên hạ rằng tôi giỏi về cái đó, và chắc chắn bạn sẽ giỏi. Ví dụ tôi nói với các bạn, tôi không biết tôi giỏi về cái gì. Thực sự đó là cái quá khứ, nhưng bây giờ tôi biết tôi giỏi về cái gì. Đó là tôi giỏi để chống lại những cái xấu. Tôi tìm được cái giá trị của tôi ở đó, và tôi mong muốn tôi truyền lại tất cả những thứ này cho anh chị. Và ngày hôm nay tôi muốn gửi gắm đến các anh chị một đoạn ghi âm giữa trao đổi của tôi và một người phụ nữ. Và tôi tin rằng người phụ nữ này là người phụ nữ của năm, bởi vì người phụ nữ này đang làm cái công việc mà tôi nghĩ là hàng ngàn đàn ông khác không làm được. Và nếu như hôm nay các bạn, các anh chị nghe xong, và tôi tuyên bố rằng
Tất cả các bạn sẽ thoát khỏi nợ nần một cách tuyệt vời nhất và dám chống lại những cái xấu của xã hội này. Tôi nói với các bạn như thế. Chỉ có như thế thì xã hội nó mới trong và sạch hơn. Chúng ta đừng có mường tượng một cuộc sống tốt đẹp khi mà chúng ta không có nỗ lực. Chúng ta đừng có mường tượng một cuộc sống tốt đẹp khi mà các bạn phải trông chờ quá nhiều vào người khác. Các bạn trông chờ tôi ư? Ok, được. Tôi chấp nhận các bạn trông chờ tôi và tôi giúp các bạn. Giúp các bạn bằng tấm lòng của tôi. Nhưng đó là tôi thôi. Các bạn trông chờ hàng xóm ư? Không có được các bạn. Hay các bạn trông chờ vào một nơi nào đó, một đơn vị nào đó? Không có được các bạn ơi. Cuộc sống của chúng ta là vòng tuần hoàn, cá lớn nuốt cá bé. Cuộc sống của chúng ta đều có cái cuộc sống riêng, mọi người cũng phải lo gia đình, lo cơm áo gạo tiền, đúng không các bạn? Nhưng riêng tôi cũng phải như thế. Nhưng tôi có một cái riêng, đó là cái nỗi lòng của tôi nó lớn hơn những thứ đó. Các bạn hiểu nỗi lòng nó lớn hơn thế nào không ạ? Các bạn trăn trở hàng đêm, các bạn phải mua những cái quyển sách dày, sổ dày như này để ghi chép. Các bạn phải lăn tăn là tại sao cuộc sống như thế. Nếu hôm nay mình không làm như vậy thì ai là người làm? Nếu không có người đi trước, không bao giờ có người tiếp bước theo sau. Người ta có nói rằng phải có một người đi mở đường. Chỉ cần có con đường nhỏ thôi là sẽ có con đường lớn. Tôi sẽ là người đi mở đường cho các bạn thấy. Và tôi hy vọng rằng con đường của tôi đi mặc dù nó nhỏ, nhưng đằng sau đó sau này sẽ là một con đường to. Và các bạn chính là những người đi theo tôi, theo cái con đường đó. Và chúng ta dẫm đạp lên tất cả những cây gai để làm sao cho con đường của chúng ta ngày càng to rộng hơn, để tất cả những thứ đen tối xã hội của xã hội bây giờ sẽ bị dập tắt. Các bạn hãy hình dung xã hội bây giờ là cả một bầu trời đen tối, và tôi đang cầm một ngọn đuốc le lói, và tôi muốn rằng tôi đưa cái ngọn đuốc này cho các bạn, và các bạn châm lấy một ngọn đuốc khác, và chúng ta cứ lan tỏa mãi như thế, và chúng ta sẽ có hàng ngàn, hàng trăm, hàng triệu, hàng vạn ngọn đuốc như thế, thì bầu trời chúng ta mới sáng rực lên được. Các bạn hiểu cái vấn đề tôi nói không ạ? Trong lòng tôi chất chứa nhiều thứ lắm các bạn ơi. Tôi có thể nói hàng ngày, hàng ngàn giờ, hàng ngày tôi không cần ăn cơm cũng được. Và tôi nói mãi thao thao bất tuyệt. Không phải là tôi lên đây tôi chém gió như các bạn nghĩ đâu ạ. Có những thời điểm tôi nói tôi muốn bộc lộ hết tất cả những cái kỹ năng của tôi muốn bộc lộ hết tất cả những cái sở trường của tôi muốn bộc lộ hết con người của tôi ra cho các bạn. Nhiều lúc tôi muốn moi tim ra cho các bạn coi rằng trái tim tôi cũng đỏ chói như các bạn thôi. Nhưng tôi đang muốn làm một cái công việc khác thường. Và ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn nghe một đoạn clip, nghe một đoạn ghi âm, và tôi muốn các bạn nghe luôn. Sau đấy chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Alo. Alo, alo, em chào anh Hùng ạ. Ai đấy? Anh phải anh Hùng không ạ? Vâng, tôi Hùng đây. Vâng, em nghe ở trong YouTube đi, em thấy anh rất là ngưỡng mộ anh ấy. Em thấy anh dẫn luật rất là hay. Thì em vừa rồi em có thử vay, em thấy là đọc qua vuaLời.com thì em thấy tập thể bọn áp em thấy rất là bọn áp, tức là bọn đấy trên giao quốc máu người làm cho cuộc sống của mọi người rất là khốn khổ ấy. Nãy em có thử tham gia vào vay tiền của áp, áp tới vay với áp tin vay. Em bản thân em đang làm công nhân thì em tham gia vào đấy, và em mới đầu em cũng đóng chuẩn chỉnh lắm. Thế xong rồi với dạo này em chậm 3-4 ngày thì em thấy nó khủng bố tài khoản điện thoại, như em đã bị phóng tiếp rồi. Em biết là nó đang nghe trộm em đấy, khi bọn cho anh lén nó đang nghe trộm được, bởi vì khi em vay nó đã. Người phụ nữ này đã tìm hiểu rất kỹ về tôi. Tôi tin rằng khi nói chuyện đến đây thôi là tôi đã biết là cái cô này đã tìm hiểu rất kỹ các video của tôi. Đã chắt lọc được những thứ tốt nhất, tinh túy nhất trong cái video đó để biến nó thành cái kiến thức mà cái người phụ nữ này đang áp dụng rất tốt. Các bạn nghe giọng người ta không? Một người phụ nữ mà bình thường như bao người phụ nữ khác, không run sợ giống như những người gọi cho tôi. Cô gọi một cái giọng điệu cho tôi rất khoan thai, vững vàng và tự tin. Vì cô ấy biết rằng tôi chỉ muốn nghe những lời như thế thôi. Tôi không muốn nghe các bạn gọi cho tôi khóc lóc van xin, không, no, không bao giờ các bạn ạ. Khi các bạn khóc lóc, các bạn van xin thì cái tinh thần các bạn chỉ còn 10% thôi. Nếu các bạn có nghị lực 100%, lúc đấy các bạn chỉ còn 10% thôi. Bản thân tri giác, cảm giác, xúc giác, tất cả những dây thần kinh của con người nó quy định điều đó rồi, không phải là tôi vẽ. Các bạn hiểu không ạ? Nên khi chúng ta đương đầu với sự việc nào đó, chúng ta phải tập trung, căng não, chúng ta phải dồn mọi thứ vào đó. Các bạn hiểu không ạ? Cập nhật cả danh bạ, Facebook, tất cả thật thật. Nhưng có những cái số mà em đề cập đến, tức là em đề tên là tên của người khác, anh hỏi số này số người khác. Nên là nó em biết là một sẽ khủng bố thanh khoản thì mình trả chậm ý ạ. Vâng, nên là vừa lấy bọn nó khủng bố em thì em cũng đã dự định trước là bọn nó sẽ khủng bố rồi, thì em có nghiêm tất cả các cuộc gọi của bọn nó.
và các cái lời thử của nó em muốn làm chia sẻ cùng với anh. Em muốn hỏi anh là cách em làm thì có đúng không, thì em có dặn tất cả bạn bè em và bất kể bọn áp mà gọi điện về tới khủng bố danh bạ thì là em cho họ tất cả phòng tổ của em, những người thân của em bảo hết là bảo mọi người. Tôi nói các bạn, ngày hôm nay tôi công bố cái video cái clip này ra, nghĩa là tôi đã xô ra tất cả những gì cần thiết nhất, ít nhất cũng phải 50% cái vấn đề để các bạn tự xử lý được. Tôi chỉ dám xô ra từng ngày thôi 50%, bởi vì khi mà tôi xô ra 100% thì câu chuyện sẽ xảy ra, một câu chuyện cực kỳ lớn mà tôi là cái người biết cái đó, các bạn phải hiểu. Còn ai muốn biết có thể gọi cho tôi. Còn đây là cái cách mà cô này đã áp dụng khi mà xem những clip của tôi. Các bạn, ở đây chỉ là đoạn đầu thôi, lát nữa tôi sẽ cho các bạn nghe đoạn sau luôn. Bởi vì cái đoạn này là cô này gọi cho tôi khoảng vài ngày trước, và hồi nãy tôi vừa nhận thêm một cuộc gọi để cô này chốt lại với tôi rằng nó có chuẩn hay không. Các bạn nghe này, chúng ta có rất là nhiều phương pháp, chúng ta có rất là nhiều bài toán, và chúng ta có rất là nhiều kịch bản, nhưng nó chỉ áp dụng được một thời gian ngắn thôi, và được một phần nào đó thôi. Ví dụ các bạn uống thuốc kháng sinh thì các bạn phải uống theo cái nồng độ tăng dần, bởi vì là khi chúng ta áp dụng cái này cho cái app này rồi nhưng nó lại bị lờn thuốc với những người khác. Thì hôm nay tôi công bố cái này ra, tôi hy vọng các bạn có thể có kiến thức nào đó để áp dụng cho bản thân của các bạn. Còn riêng về vấn đề mà cần đến sự cụ thể chi tiết từng góc cạnh, các bạn gọi cho tôi. Gọi cho tôi bằng số 1900 4686, tôi nói luôn này. Các bạn gọi lên đó, các bạn để lại nội dung, cho tôi một cuộc hẹn, các bạn để lại nội dung là anh cần hỗ trợ thế này, và cho anh một cuộc hẹn, thì các cô nhân viên ở trên đó sẽ cho các bạn một cuộc hẹn rõ ràng luôn, giống như bao người khác. Và gọi cho tôi lúc đấy, số của các bạn hiện lên trên này, tôi sẽ là người nghe máy. Và tôi cần những cái câu chuyện thực tế, những cái việc mà thực tế và những cái khoản nợ thực tế. Chứ còn những cái chuyện vớ vẩn các bạn tự xử lý được thì nên coi thêm trang của tôi. Các bạn đồng ý không ạ? Chúng ta cùng nghe tiếp này. Người lạ, bọn này là chuyên gia lừa đảo. Nên là đều nói là nếu mà có hỏi đến em thì đều bảo là không biết. Và thứ hai là đều ghi âm vật hết các cuộc gọi ghi âm và vật định vị lên. Và tất cả mọi người đều làm hướng dẫn theo em. Thì em thấy cái cách của anh hướng dẫn thì em thấy rất là hay. Nên là em gọi điện cho anh để em kính phục anh ý ạ. Vâng. Thì em có truyền tải cho tất cả bạn bè của em trong danh bạ là cứ vào trang app, vào YouTube nghe anh Hùng, tức là phổ biến với cả nói về cái trang tên của app là hay. Tôi rất là cảm ơn các bạn. Thực ra thì bản thân Hùng thì chẳng phải là ngôi sao, cũng chẳng phải là một cái người gì đặc biệt của xã hội này, nhưng lại có được sự đón nhận cũng như là sự yêu mến của tất cả các bạn. Đây là một cái động lực, thực sự là một cái động lực vô cùng lớn các bạn ạ. Và ngày hôm nay tôi quay trở lại với những cái video như thế này, tôi mong muốn là video của tôi nó không những chất lượng mà nó còn đảm bảo được cái vấn đề là bền vững. Các bạn hiểu vấn đề bền vững không ạ? Tôi bản thân tôi nghĩ rằng nếu mà tôi làm video cứ lâu lâu tôi mệt nghỉ rồi các bạn lại phải động viên tôi thì làm sao tôi có thể truyền lửa cho các bạn được. Nên là tôi cam kết với các bạn rằng từ ngày hôm nay trở đi, khi các bạn coi video này xong, các bạn sẽ thấy toàn lửa là lửa, lửa cháy khắp nơi, cháy hết cái đám đông đen kia. Và tôi muốn các bạn thắp lên một cái ngọn lửa với tôi. Chúng ta phải vững tin, phải vững mạnh. Thì khi những kẻ làm sai họ nhìn vào mình họ mới sợ. Và tôi có một điều tôi mong muốn tất cả các bạn, là tôi mong là sáng ra các bạn chia sẻ video cho tôi, chiều ra các bạn chia sẻ video cho tôi, đi gặp bà bán rau chia sẻ video là biết Triệu Quang Hùng chưa, biết chưa, những người dân khổ lương thiện đã biết về Triệu Quang Hùng hay chưa, chưa biết thì coi đi để lấy những cái kinh nghiệm, lấy những bài học mà cả một năm nay chúng ta cùng đồng hành, chúng ta cùng kiến tạo ra, chúng ta cùng tìm ra. Và tôi cần sự lan tỏa từ nơi tất cả các bạn. Tôi muốn một ngọn nến của tôi, một cái kênh của tôi thôi, tôi muốn các bạn thắp lên. Hãy từng người một, từng nhà một, từng xã một, từng thôn một, từng huyện một, lan tỏa hết.
bạn ở tỉnh của bạn hãy lan tỏa tỉnh của bạn, bạn ở xã của bạn hãy lan tỏa xã của bạn, bạn ở thôn của bạn hãy lan tỏa thôn của bạn, hãy lan tỏa đến những người xung quanh về kênh YouTube của Triệu Quang Hùng. Tôi hy vọng các bạn giúp tôi điều này, tôi không cần các bạn làm gì cả. Khi các bạn giúp cho tôi được điều này, đồng nghĩa với một việc rằng kênh của tôi sẽ có rất là nhiều người xem và tôi sẽ có được tiền. Tôi nói với các bạn này, kênh tôi là kênh là bật kiếm tiền, tôi sẽ có tiền từ trên đó và tôi hy vọng tôi sẽ có một khoản thu nhập từ ở trên đó. Bởi vì các bạn có hỗ trợ cho tôi, có ủng hộ cho tôi thì cái đó tôi thấy các bạn đang thắt lưng bục bục lại để các bạn gửi cho tôi rất là áy náy trong cái việc nhận tiền của các bạn. Có rất là nhiều người nói là thấy tôi khi mà lên livestream chỉ cần nói ủng hộ thôi là mọi người ủng hộ. Tôi tin rằng tôi chỉ cần lên livestream tôi nói là mọi người ơi, ủng hộ Hùng đi, mỗi người 50, 100, 200, 300, chắc chắn các bạn ủng hộ tôi. Nhưng cái việc đó khi các bạn ủng hộ tôi, các bạn lại phải thắt lưng bục bục lại, nghĩa là các bạn phải nhịn đi một bữa ăn, nhịn đi một bữa uống. Tôi không muốn điều đó. Và tôi chỉ cần các bạn làm những việc mà các bạn không hề mất tiền, đó là chia sẻ video của tôi, chia sẻ bằng cách đi nói với từng người. Các anh chị từng biết đến tôi thì chỉ cần đi chia sẻ thôi. Việc chia sẻ đó sẽ vừa giúp cho tôi, vừa giúp cho các bạn, vừa giúp cho những người xung quanh, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau các bạn ạ. Các bạn đừng tiếc gì. Ở trên này tôi biết rằng có rất là nhiều người đang coi tôi là những người là đối thủ của các bạn, những người mà đang làm app rất ghét tôi nói thật. Những người làm công ty tài chính ME rất ghét tôi, nhưng tôi không thể ngăn được cái việc đó. Bởi vì tôi đang đụng đến đồng tiền bất đạo của các bạn. Nhưng các bạn ạ, tôi khuyên các bạn nên nghỉ việc đi. Hãy nghỉ việc đi, kiếm một công việc nào đó nó mang tính chất nhân văn hơn để làm. Bởi vì cuộc đời, cuộc sống của chúng ta sống chẳng được bao nhiêu đâu. Các bạn nghe câu, em ơi 60 năm cuộc đời, đúng không các bạn? Chúng ta chỉ có 60, 70, 80 năm thôi, mà bây giờ tuổi của Hùng bây giờ cũng 35 rồi. Tôi ngon lành, ngon cơm lắm, tôi sống được thêm 35 tuổi, tổng 70 tuổi, đó là ngon lành, ngon cơm. Còn không ngon lành, ngon cơm thì năm 20 năm nữa thôi là đứt. Các bạn hiểu không ạ? Chúng ta 55, 60 đó là ngon cơm đấy ạ. Vậy thì tại sao cái khoảng thời gian còn lại chúng ta không sống có ích đi? Hãy cho đi, quay lại cái thời điểm mà chúng ta cứ tưởng tượng là chúng ta không có cái gì cả. Nghèo mà sợ hả các bạn? Chỉ sợ hèn thôi. Nghèo không bao giờ sợ. Cùng lắm thì chúng ta lên núi, chúng ta bỏ hết, chúng ta vào rừng chúng ta ở cũng được vậy. Ăn thú rừng, săn bắn hái lượm, hoặc là chúng ta có một mảnh đất rồi chúng ta tự trồng rau, chúng ta nuôi cá, nuôi gà, nuôi chim, tự cung tự cấp. Các bạn, từ thời xưa tự cung tự cấp làm gì có buôn chợ như thế này, đúng không các bạn? Nhưng cái việc đó là việc bàn lùi. Tôi muốn các bạn cùng nhau cố gắng để kiếm thật nhiều tiền, làm thật mạnh mẽ. Nhưng đồng tiền của chúng ta là đồng tiền sạch. Các bạn nhớ lấy, chúng ta cùng nghe tiếp nhé. Em mới gọi cho anh, em có kết bạn Zalo với anh. Em chưa trả lời. Thế tại vì em muốn là chụp hình anh chia sẻ với mọi người là đây là anh Hùng, là luôn là nhân độ thế chú mọi người thoát khỏi cái cảnh bay của app ý. Đấy. Vâng, thì em có chia sẻ cho các bạn bè của em trên danh bà, trong Zalo tất tần tật. Các bạn em đều hiểu hết về bọn app này, các bạn em ở cái địa chuyện đấy xưa rồi, cứ để nó gọi là đề phòng. Thứ hai là bọn nhà mạng này em cũng đã gọi bằng cái điện thoại khác của em rồi. Nhà mạng nếu mà bọn app nó khủng bố nhiều thì là tất cả những bạn bè trong danh bạ thì nó sẽ đều viết một cái lá đơn để tố cáo bọn app ơi vay với tin vay ấy ạ. Đấy, vâng, em đã làm cái cách xử lý như vậy. Thì theo anh này em làm gì đúng hay sai ạ? Làm đấy thế là ok, cơ bản đấy là cách làm như thế nào không quan trọng. Quan trọng nhất là cái phút cuối cùng là mình như thế nào thôi, là mình có xử lý được hay không với cái ảnh hưởng nó thế nào đấy. Vâng, thế thì em mới bảo là em làm như vậy để ý là em cũng đã chia sẻ với mọi người, tại vì em đọc qua em thấy mọi người rất là khổ. Thứ hai là nhiều người ta phải tự tử vì áp lấy áp họ chồng với áp kia ấy anh ạ. Đấy, nên em có thử xem nó có đúng theo như đúng lời của trong những cái câu chuyện mà em đã đọc thì có đúng không. Quả thật là đúng như vậy anh ạ. Khi mà một con lợn mà chậm mấy ngày mà không trả thì nó sẽ tung tin nào, nó chửi nào, nó đăng hình lên Facebook nào, đăng hình lên Zalo là nó đưa ghép ảnh người này, người thân của mình, các kiểu đà điểu anh ạ. Nhưng mà các bài đấy em đọc được hết rồi. Nên em cứ nó bảo em là chứ mày không thanh toán là em cứ mặc kệ cho nó chửi chán chê đi. Mỗi lần một đoạn chửi thì nó lại máy của em nó tự động ghi âm hết anh ạ. Vâng. Nhưng mà hình như là nghe tới nói đến thì như bọn nó sợ ấy ạ. Thì cứ động đến anh là bọn nó sợ. Thì bọn nó biết bài, mình biết bài của nó nắm ruột ràng của nó hết nên là nó ngại thôi. Vâng.
Vâng, bọn nó sợ anh ấy, nên là em hâm mộ anh, nhưng một lần nữa là em cũng rất là hâm mộ anh. Thế thôi em chào anh nhé. Vâng, em chào anh nhé. Rồi. Đây, em sẽ chia sẻ của vấn đề của anh với tất cả mọi người nhé. Vâng, ok, cảm ơn nhé. Vâng, em chào anh. Các bạn nghe không ạ? Đây là một cái câu, đây là một cái đây là một cái nội dung mà mình muốn truyền tải đến các bạn. Không phải là mình khoe mẽ hay không phải là mình tự lăng xê bản thân mình để làm gì. Bởi vì khi mà bạn không có bất kỳ một cái gì thì bạn có nói trên trời dưới đất cũng chẳng ai nghe. Khi mà bạn không có cái gì, bạn có lăng xê, bạn có làm bất kỳ một điều gì đó thì cũng chẳng ai tin. Bởi vì tôi tin rằng các bạn tự biết được nó như thế nào. Tôi biết được rằng các bạn coi clip này, có những bạn rất tin tưởng tôi, có những bạn rất yêu mến tôi, nhưng cũng có những bạn đang do dự, và có những bạn không hề thích tôi và cạch mặt ngay từ lần đầu tiên coi video. Và có nhiều bạn bảo rằng tôi chỉ là một cái thằng ăn cháo nói phép thôi, và chỉ là một cái thằng là ăn tục nói phép thôi, chỉ là một cái thằng mà học hành không ra gì. Nhưng thưa các bạn ơi, các bạn sai lầm. Để có được ngày hôm nay, tôi phải mài giũa, tôi phải tích góp, tôi phải làm rất là nhiều thứ. Và đặc biệt trải qua rất là nhiều thứ mà cả cuộc đời của các bạn tôi tin rằng chưa bao giờ trải qua. Đó là sống và chết. Tôi đã đối diện với cái sống và cái chết rất là nhiều lần, nhưng cuối cùng tôi vẫn đang sống với các bạn. Và tôi hy vọng ngày hôm nay tôi sống một cách tuyệt vời nhất, sống theo đúng cái bản ngã của tôi, sống theo một cái định nghĩa là thoải mái. Ngày hôm nay tôi có trao đổi với một anh, thì đúng ra tôi phải gọi chú nhưng tôi vẫn gọi anh, bởi vì anh ấy sinh năm 1965. Anh ấy là một diễn viên tự do thôi. Anh ấy cho tôi rất là nhiều thứ, nhiều cảm xúc, và đặc biệt là anh ấy cho tôi được một cái góc nhìn nữa về bản thân của mình mà nhiều khi tôi quên đi. Là anh bảo là tôi đang là một cái con người mà gần như là tích tất cả mọi thứ về. Và tôi cũng dường như tôi tin điều đấy. Bởi vì thời gian gần đây tôi cảm thấy con người tôi nó khác ở chỗ nào, nghĩa là thân hình mình có vẻ là nó nặng hơn, nghĩa là tôi đang tăng cân dần các bạn. Và cái gương mặt của tôi nó cũng có nhiều cái biến đổi. Và nếu như mà tôi cứ như thế này thì người ta thường nói là khi các bạn đi chùa, các bạn tu tập nhiều thì cái thần thái các bạn sẽ khác. Cái bản chất của con người nó sẽ đi từ tâm sinh ra. Người ta bảo là tướng thì sẽ từ tâm, tôi tin điều đó. Và tôi sẽ cố gắng tôi xem là tôi sẽ như thế nào. Tôi xem là cái từ tướng từ tâm nó có đúng hay không. Đấy, các bạn cùng theo dõi xem là tôi có như thế không nhé. Và các bạn cũng như vậy, chúng ta cứ điềm đạm sống, chúng ta cứ sống đúng và chúng ta không phải tranh đua nhiều. Nào, còn ai mà dám đụng vào đến chúng ta thì chúng ta cứ chiều thôi, đúng không ạ? Và đây là tôi sẽ cho các bạn coi nghe nốt cái đoạn ghi âm thứ hai của tôi nói chuyện với chị này, mà chị này vừa gọi cho tôi trước khi mà tôi làm video này khoảng tầm vài phút thôi. Các bạn cùng nghe này. Alo. Alo, em chào anh Hùng ạ. Ừ, chào. Vâng, hôm nay em lại nhận được tin nhắn của. Thưa các anh chị, là tôi vẫn chưa lưu số của cô này và tôi không biết cô này tên gì luôn các bạn. Thực sự luôn. Cô này gọi cho tôi rất là bất ngờ luôn, nhưng mà tôi vẫn nghe đấy, nghe, nhưng mà tôi không ngờ tôi lại gặp lại cái người ấy, người cũ. Các bạn hiểu được cái cảm giác mà khi mà chúng ta gặp một người phụ nữ nào đó và chúng ta cảm xúc với người ta. Đây tôi không nói chuyện yêu đương với chị này lớn có con rồi. Và khi mà chúng ta đang rất là thích và rất là yêu mến người đó, mà đùng một cái người đó không cánh mà bay, nghĩa là đi một phương trời nào đó. Và cái cảm giác đó nó sẽ lắng đọng lại trong người chúng ta. Theo đúng một cụm từ đó là tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Và chúng ta có cảm giác trống vắng, mất mát và một cảm giác man mát lòng và muốn chảy nước mắt ra. Cái cảm giác mà khi chúng ta gặp một ai đó, một cô gái nào đó mà chúng ta rất là yêu mến, rất là thích, và chúng ta bị tụt mất đi. Nhưng một thời gian sau, ví dụ như 1 năm, 2 năm, 10 năm sau, đùng một cái, hoặc là 1 năm sau chúng ta lại gặp cô ấy ở một nơi nào đó, thì cái cảm giác đấy nó ùa về các bạn. Nó ùa về, nó còn kinh khủng, nó giống như là lũ bão miền Trung ùa về vậy các bạn. Nó mạnh mẽ mà nó xao xuyến. Và cảm giác lúc đấy của chúng ta chỉ muốn ôm người ta lại. Và tôi xin mượn cái cảm giác đó một chút xíu thôi để tôi nói về cái cảm giác này. Cái cảm giác khi mà tôi đã nói chuyện với chị này rồi, và ngày hôm nay chị ấy gọi lại cho tôi, để chị ấy chính là cái người truyền lại cái lửa cho tôi. Bởi vì khi tôi cầm đuốc lâu quá tôi cũng bị mỏi tay, và
đôi khi tôi làm mất cái ngọn lửa của mình đi, nhưng ngày hôm nay chị này chính là cái người truyền lại cái ngọn lửa đó cho tôi. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn có thấy rõ ràng không ạ? Chị này chính là cái người truyền lại ngọn lửa, nghĩa là chúng ta phải là những người giữ lửa cho nhau các bạn ơi. Có thể hôm nay tôi mất lửa thì các bạn chính là người truyền cho tôi. Các bạn chỉ cần gọi cho tôi và an ủi hoặc là nhắn tin động viên tôi thôi, đó chính là cái ngọn lửa mà tôi có. Tôi không dám tự hào là tôi cầm được ngọn đuốc suốt ngày suốt đêm. Tôi mỏi tay chứ, tôi cần các bạn cầm giúp tôi cái ngọn đuốc đó một thời gian chẳng hạn, thì phải có người cầm. Và tôi muốn ở tất cả các tỉnh, 63 tỉnh, ít nhất cũng phải 5-10 người. 5-10 người cùng đồng hành và cùng làm những công việc như tôi. Bởi vì sau video clip này tôi sẽ công bố những clip, những video mà tôi nói chuyện với những người thật việc thật về vấn đề đất đai, về vấn đề app, về vấn đề FE, về vấn đề của các công ty tài chính và những vấn đề dân sự và luật hình sự ở bên ngoài xã hội kia. Để các bạn thấy sâu vào bên trong của tôi là tôi không phải là một người ngồi để nói những cái chuyện nhỏ nhặt như thế này. Tôi sẽ làm những chuyện lớn lao, lớn lắm các bạn ơi, rất là lớn. Và không để các bạn chờ, tôi muốn cho các bạn nghe tiếp nhé. Ủa bọn là ơi vay nó nhắn tin, nó gửi nó soạn trên máy tính, em thấy nó tung ra tất cả trên cái danh bạ của em, bạn bè của em ấy, tung ra cái tin nhắn là em họ và tên của em, số điện thoại của em và số tiền em nợ đấy, thì đề nghị mọi người giúp đỡ các thứ đấy. Thì là em cũng chụp luôn cái đường link của ơi vay của nó với cả các cái tin nhắn mà em sẽ ghi ở dưới đường link ơi vay, là đây là cái bọn app lừa đảo, đi lừa đảo các thứ. Nên là mọi người hãy tránh xa, cẩn thận những cái app này nó xâm nhập vào ở cái danh bạ của mình. Nên tất cả thì các bạn có được tin cái app này, nếu mà có gửi tin nhắn thì các bạn hãy mang cái tin nhắn và hình ảnh này gửi đến công an cho tôi nhé. Thế là bạn bè em, đồng nghiệp, tất cả mọi người đều ủng hộ và đều có chữ là thank you và cảm ơn ý anh. Vâng, xong còn một cái vấn đề nữa là nó... Ở đoạn này tôi muốn nói với các bạn này, tại sao chị này lại chiến thắng, chị này lại là cái người chiến thắng, bởi vì chị này biết hết tất cả quy trình của tụi nó, đi đến đâu chị này đón nhận đến đó. Và có một điều mà tôi tin rằng các bạn và chị này khác nhau, đó là chị này dám đương đầu với sự thật, dám chấp nhận với sự thật giống như tôi vậy. Tại sao các bạn thấy tôi không ạ? Tôi sẵn sàng cho nó đăng hình, thích thì cứ đăng hình, ảnh chỉ là cái gì đó phù phiếm, không có là cái gì cả, đúng không ạ? Danh bạ. Nhưng các bạn có vượt qua được hay không? Các bạn cũng phải có một cái quy trình. Một cái quy trình, các bạn hiểu không ạ? Chị này chỉ nắm được khoảng tầm đâu đấy 10-20% của tôi thôi, nhưng mà đã làm được như vậy rồi. Còn các bạn mà nắm được cái quy trình của tôi nữa thì tuyệt vời. Còn cái quy trình đó thì siêu xin lỗi, các bạn gọi cho tôi thì tôi cho. Còn bây giờ tôi mà công khai lên đây nữa thì những người sau kia không thể sống được, bởi vì nó lộ hết rồi nha. Tôi sẽ cho các bạn nghe tiếp này. Bây giờ thế này, thì một cái đoạn tin nhắn ấy đăng công khai trên mạng luôn, là nội dung của nó thế này, chị tự phạm nhé. Các bạn nghe kỹ này. Là hiện tại là tôi đang bị một vài đối tượng xấu ghép hình, ghép ảnh, đe dọa, đăng ảnh trên các trang mạng xã hội, và tôi đã báo với cơ quan chức năng và tôi công khai chống lại tụi nó để tránh để tránh người khác có thể là bị uy hiếp. Thì mong mọi người là ủng hộ tôi, và khi thấy tất cả những hình ảnh hoặc là những lời đe dọa, vui lòng báo lại cho tôi số điện thoại, sau chị ghi số điện thoại chị vào, đừng có nạp được, và chị ghi thêm với đường dây nóng công an, và hoặc là báo vào đường dây nóng của công an, hoặc nào đấy ghi nắm của chị đấy. Sau đấy là thêm nữa một cái nữa là chị ghi đấy là mọi người để ý là hiện tại có rất là nhiều đối tượng tống tiền vô khống, nếu ai phát hiện vui lòng báo cho tôi hoặc báo được nơi nóng của công an. Và mọi người lưu ý là rất có thể mọi người sẽ phải gặp tình trạng này, nên mong mọi người đồng tâm hiệp lực hoặc là ủng hộ tôi trong vấn đề tôi chống lại tất cả các bác. Rồi nó được dưới cho em là tất cả các cái thông báo này tôi đều được anh Triệu Quang Hùng hỗ trợ giúp đỡ. Mọi người cần thắc mắc có thể gọi hoặc là nhắn tin hoặc là lên coi thêm kênh anh Triệu Quang Hùng đấy. Chỉ nốt cái tên của EVM vào là bọn khác mới nhìn thấy, nó né hết đó mà.
Vâng rồi, ok em cảm ơn anh, đúng là một cái bài học anh đúng là ok ạ, chuẩn men luôn. Em máy phúc anh đấy. Đâu có gì Em đâu. chào anh nhá. Vâng, Đâu có gì. sẽ làm mọi ngày vâng ạ. Rồi chào Bây giờ nhé. em nó gọi là con chào chú. Rồi chú chào con nhá. Rồi chú con chị chào nhá. chú. Rồi. Em hay cái nào một cái bài viết về chị. Vâng ạ. Rồi chào chị nhá. Vâng ạ. Thưa các bạn, coi đến cái đoạn này thì tôi lại nhớ chị Hà. Chị Hà ở trong Sài Gòn, một trong những người chị mà đã hỗ trợ tôi rất là nhiều trong cái quá trình đầu tiên khi mà tôi làm những cái vấn đề này, kể cả cái con máy tính này, kể cả những cái thiết bị mà tôi đang dùng, chị Hà là cái người mà chu cấp cho tôi. Tôi rất là cảm ơn chị Hà. Thực sự là trong hàng ngày tôi vẫn đi, tôi vẫn rất là nhớ chị Hà cũng như là anh anh hai 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 anh chị rất là tuyệt vời. Tôi coi như là hai hai người anh chị em ruột trong nhà luôn ạ. Và cứ mỗi lần là tôi đang tính gọi vào thì lại có nhiều việc, nên là bây giờ là tôi xin phép là tôi sẽ có một cuộc điện thoại để tôi gọi điện với chị Hà, bởi vì là tôi đến bây giờ mà tôi không nhớ nữa thì không được, vì tôi sợ ngày mai tôi quên, bởi vì ngày mai là tôi có một buổi làm việc. Không thấy số nữa chứ, tôi vừa bị mất điện thoại các bạn ạ. Tôi mất điện thoại thành thử là bây giờ là khả năng tôi chết rồi. Các bạn đợi tôi một chút, các bạn chịu khó đợi, sẽ có rất là nhiều thứ. Vừa rồi là Hùng bị hư mất cái điện thoại các bạn. Sau này là mua được cái điện thoại mới, nhưng mà mất điện thoại mất hết danh bạ các bạn ạ. Rất là buồn. Ở trong này là cũng không có lưu mới chết chứ. Nó tạm thời như thế. Tôi sẽ gọi cho chị ấy sau. Rất là xin lỗi chị là cái số điện thoại chị không có thì em sẽ lên để em xin lại. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi clip này của Hùng. Bây giờ là 9:20, Hùng sẽ cho clip này lên khoảng 10 giờ các bạn coi được, đúng không? Thì Hùng sẽ đi ăn cơm. Rồi xin chúc tất cả các anh chị và tất cả mọi người sức khỏe và thành công hơn trong cuộc sống. Và nhớ chia sẻ video này của Hùng đến thật là nhiều người. Lưu ý, hiện tại trên mạng lừa đảo lấy cái hình ảnh của Hùng để lừa đảo tiền rất là nhiều. Các bạn lưu ý tất cả những cái trang Facebook và cái trang mà YouTube ấy, các bạn phải kiểm chứng bằng việc là gọi điện thoại cho Hùng hoặc gọi cho đầu số 19004686 nếu các bạn cần bất kỳ một vấn đề gì. Còn nếu như các bạn có chuyển tiền cho Hùng, giống như cái chị hồi nãy chẳng hạn, chị hồi kia, không phải hồi nãy mà chị hôm bữa chẳng hạn, không phải cái chị mà trước cái cuộc điện thoại này của Hùng ấy là có chuyển cho Hùng tiền, nhưng mà là Hùng không thấy nội dung thì chị ấy chủ động gọi cho Hùng và gọi qua đầu số tổng đài 19004686 các bạn nhé. Hãy gọi vào 19004686 nếu không gọi được cho Hùng. Xin chào.